Khoảng 15 giờ chiều ngày 26 tháng 7, Linh Sa đã đưa Tổng Bí thư về nghĩa trang Mai Dịch trong sự tiếc thương vô bờ của toàn thể đồng bào cả nước. Nhìn thấy đoàn xe tiến vào nghĩa trang, nhiều người dân đã không thể kìm nén được cảm xúc và òa khóc nức nở. Chị không thể nào nói được. Chị như là mất đi một người bố của mình. Bác tình yêu của cả dân tộc và trong trái tim của chị. Lời nghẹn ngào cuối cùng chỉ mong bác kính yêu ra đi được thanh thản. Chúng con luôn nhớ về bác. Nhớ những lời bác dạy. Rất là nghẹn ngào xúc động. Là một người công dân Việt Nam thì sẽ phải noi gương và học tập bác. Rất là thương tiếc bác. Vì bác là một người lãnh đạo rất là giỏi. Người dân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, họ không quản đường xá và cái nắng cháy da của Hà Nội ngày hôm nay. Đoàn người thấp thỏm cứ đứng lên rồi ngồi xuống khi nghe tin linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp về đến nghĩa trang. Nhiều đôi mắt đã nhòe đi vì giọt lệ, nhưng họ vẫn hô vang câu Tổng Bí thư muôn năm hoặc hát quốc ca. Có lẽ vì sức mạnh của lòng đoàn kết và tình cảm vô bờ đối với Tổng Bí thư mà nhiều người trước đó còn lả đi vì thời tiết oi bức, bỗng có thêm năng lượng để hòa chung vào cảm xúc của toàn thể dân tộc. Đó là cảm xúc tiếc thương nhưng vô cùng tự hào về nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, một đời vì dân, vì nước.